Xin chào các bạn. Như hôm trước tôi đã giới thiệu cho các bạn là vẽ một bức tranh sân khấu thì cần phải những gì. Là vẽ một bức tranh sân khấu chúng ta cần bố cục này, đó, màu sắc, dầu lây hoặc là dầu cá, đấy, phác thảo bố cục này thì chúng ta nốt màu. Rồi trong những lúc nốt màu rồi chúng ta sẽ phương pháp vẽ như thế nào, chúng ta chia từng giai đoạn một. Thì ở mỗi một video tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách vẽ cũng như là cái phương pháp làm màu ra làm sao để chúng ta có một bức tranh đẹp. Và cái ở phương pháp đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng chi tiết một, rất là nhỏ, từ cái cách vẽ bầu trời ra làm sao, vẽ núi ra làm sao, rồi cách màu sang của vật như thế nào để hiện ở trong một bức tranh. Thì hôm nay tôi lại hướng dẫn cho các bạn cái cách vẽ cây ở trên một núi như thế nào để cho nó tự nhiên ở trong những cái cây đó. Thì chúng ta xem video.